chào quý vị khán giả đang xem chương trình Vì Cuộc Sống Tươi Đẹp. Thưa quý vị, tiếp tục chủ đề sức khỏe của các thiên thần nhỏ, Thanh Vân xin mời quý vị cùng tìm hiểu xem con em của chúng ta đang cần gì nhé. Con có ăn rau trong bữa ăn hàng ngày không? Dạ không. Tại sao vậy con? Tại con rất ghét ăn rau. Chào con ngồi đây với con một chút xíu nhé. Chào con Vân. Ôi, giỏi quá. Cô Vân hỏi con nè, con thích ăn gì nhất nè? Con thích ăn bánh phiền nét. À vậy hả? Vậy còn sữa thì sao? Con có thích uống sữa không? Dạ thích, con thích lắm. Vậy chứ cô Vân hỏi con nè, hàng ngày á con có ăn rau xanh không? Dạ không. Sao vậy? Ăn rau nhãn lắm. Vậy chứ con thích ăn gì nè? Ăn thịt bò. Con tôi á, nó thích ăn món gà rán nhất á. Cứ hai ngày là nó đòi tôi chở đi ăn món gà rán hả? Còn con chị thì chị thường hay cho bé uống gì ạ? Nó chỉ thích cái nước ngọt thôi à, nên nó uống suốt cả ngày cũng không chán. Thưa quý vị, vừa rồi là một đoạn phỏng vấn mà chúng tôi vừa thực hiện, nói về sở thích ăn uống của một vài em nhỏ. Bây giờ xin mời quý vị cùng gặp gỡ thạc sĩ bác sĩ Đào Thị Yến Phi, giảng viên trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Xin chào chị Yến Phi. Chào Thanh Vân và chào tất cả các bạn. Chị Yến Phi ơi, qua đoạn video clip vừa rồi thì chắc chị Yến Phi cũng thấy được là các em nhỏ cũng như các bậc phụ huynh cũng đã nói về sở thích ăn uống của con em mình. Thì chị có ý kiến gì không ạ? Thật sự thì hiện nay có rất là nhiều trẻ, đặc biệt là trẻ ở thành phố, ưa thích các loại thức ăn nhanh như là hamburger hay là các loại gà rán, thịt bò bít tết. Và những trẻ này thường lại không thích ăn các loại rau xanh, hễ có một tí rau trong thức ăn là gắp bỏ ra. Đôi khi các vị phụ huynh á, thì cũng thương con em mình, cưng chiều con em mình và chiều theo ý thích đó của trẻ, mà quên rằng một cái chế độ ăn như vậy là một chế độ ăn không có cân đối. Và đôi khi nó sẽ dẫn đến những cái mức cân bằng không có tốt về mặt dinh dưỡng cho bé. Bé sẽ thiếu các vitamin, các chất khoáng, các chất xơ có rất là nhiều trong các loại rau và trái cây. Như vậy thì làm sao mà mình có thể bổ sung được vitamin và khoáng chất cho trẻ em ạ? Thật sự thì cái bữa ăn hàng ngày nếu như mà đầy đủ chất dinh dưỡng á, thì đầy đủ các loại thực phẩm á, thì hoàn toàn có thể cung cấp các cái vi chất thiết yếu này cho trẻ. Ví dụ như là chúng ta nên cho trẻ ăn nhiều rau xanh để mà cung cấp vitamin C, ăn các cái loại cá biển để cung cấp vitamin A, hoặc là sử dụng các cái loại ngũ cốc để mà cung cấp các nguồn vitamin B. Những loại khoáng chất cũng có thể được cung cấp qua các loại củ nè, rồi huyết thì cung cấp chất sắt cho tạo máu, hoặc là các cái loại hàu sò thì cung cấp kẽm vân vân. Tuy nhiên cũng có nhiều trường hợp là chúng ta phải sử dụng thêm các cái chế phẩm dinh dưỡng từ bên ngoài. Thì các cái chế phẩm này thông thường chúng ta chỉ sử dụng với cái liều nhu cầu, tức là một đơn vị sử dụng có thể là 1 ml hoặc là 5 ml siro cho mỗi một lần dùng mà thôi. Vâng, cảm ơn những lời khuyên của chị Yến Phi rất nhiều. Thưa quý vị, hy vọng là qua chương trình hôm nay, quý vị đã biết cách bổ sung vitamin và khoáng chất cần thiết cho sự phát triển của trẻ đang ở trong độ tuổi ăn tuổi lớn. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi. Rất mong sẽ nhận được nhiều ý kiến đóng góp gửi về chương trình Vì Cuộc Sống Tươi Đẹp. Mọi thư từ vui lòng liên lạc theo địa chỉ Công ty Vietcom, 91 Nguyễn Cửu Vân, phường 17, quận Bình Thạnh, hoặc địa chỉ email vicuocsongtuoidep@vietcom.com.vn. Xin cảm ơn nhãn hàng Nutroplex của công ty United Pharma đã giúp chúng tôi thực hiện chương trình này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình truyền hình trên kênh 7 tối nay mời quý vị và các bạn theo dõi các nội dung sau. 19 giờ những người bạn nhỏ, 19 giờ 30 phút ăn nhanh hơn, 19 giờ 50 phút tin thế giới, 20 giờ chương trình hát với ngôi sao, 21 giờ chinh phục đỉnh Everest, 21 giờ 10 phút ký sự huyền bí sông Hằng, 21 giờ 20 phút phim truyện Việt Nam KTX tập 59, 22 giờ 15 phút tin trong nước, 22 giờ 30 phút chiếu phim truyện Đài Loan Chuột Yêu Gạo tập 27, 23 giờ 20 phút sức khỏe gia đình, 23 giờ 50 phút tin cuối ngày, tin thế giới, tin thể thao. Chương trình truyền hình rạng sáng ngày 29 tháng 2 gồm những nội dung sau đây. 0 giờ 30 phút chiếu phim truyện Hàn Quốc Giám đốc và 18 cô thư ký tập 4. 1 giờ 30 phút tạp chí bóng đá thế giới. 2 giờ thế giới giải trí. 2 giờ 30 phút phim truyện Việt Nam Nữ bác sĩ tập 18. 3 giờ 30 phút ca nhạc bài ca.